À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totanwa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Hung Nô để đi tàn phá bọn thế giới này. Cái bọn mấy thằng dợ này nó lại thích đuổi mình, nhưng mà chắc mình thì không sợ lắm. Mình thì mình không sợ bọn này, mình sẽ cố gắng cầm chân bọn chúng nó đã. Mình nghĩ là mình sẽ cầm chân bọn này nè. If I put this here. Cho mấy thằng spy về đây ạ. Tốt rồi. The shadows of friends. Cầm chân mấy quân đoàn này của nó lại đấy. The ravens come. Ái giả, tốt thế. À, cho mấy con đoàn này rút về đây đã. Tạm thời rút lui chiến thuật đã. Nhưng mà mình sợ không biết có đủ lương thực không. Đứng ba thằng cạnh nhau này lại hết lương thực mất. Đám mua quân một lượt nữa thì đủ. Đáng tính xem nào. Đáng tính cân bằng quân đội lên là tăng số lượng xe bắn đá lên nhỉ. Kỵ binh cận chiến này có lẽ là tăng cường thêm một đội. Xạ kỵ thì bớt đi một đội nữa. 4 đội xạ kỵ, 6 đội thôi. 3 cái xe bắn đá. Như vậy thì quẩy mạnh hơn đấy. Thirsty for battle. Thanh niên này thì phun quất nó. Warriors all. Ổn. Chắc nó chưa đuổi được mình đâu, còn trên này đã. Trên này đã nâng cấp à? Cái này vừa bị đốt phá rồi à? Ê cầm này. Bị cái thằng gì ở phương Bắc nó đốt mất rồi. Cái Akai. Get moving. Your next command. Cướp phá để hồi quân đấy. Cho nó di chuyển xuống dưới kia. Cho thằng cưỡi ngựa. Mạng có chết quân mấy đâu nhỉ. Ai chuẩn bị công cái thành dưới này. Is there nothing else? Ready for battle. None will escape. Sì. Bên dưới này nó có nhiều quân không? How can I help? Nó có đủ quân để ra đây không nhỉ? Băng khoăn quá. How can I help? Nếu nó đuổi tiếp mình ra chỗ này, vẫn đuổi. À, gớm nhỉ? Quyết đánh à? Ghê thật. Đánh kiểu này thì thực ra không phải không đánh được, nhưng mà đánh thế thì mình hao quân lắm. Dụ chúng nó ra đây là được rồi. Các đơn vị quân của mình thương vong hơi nặng. Mình
Gớm thật. Mấy thằng này đúng thật có chí khí đấy. Quất của mình chưa hồi đầy đủ nên là nó thích làm loạn à? Không lẽ ông lại mua full quân đoàn kia đi đánh nhau với bọn mày bây giờ? Bọn này nó quyết truy đuổi mình. Lại thiếu lương thực rồi. Biết ngay mà không cắm trại được lại thiếu lương thực. Ready for battle. Ready for action. Ten gray guides my steps. Một. Starting out. For the tribe. Mày thích chơi phải không? Mày thích chơi phải không? Nó chỉ có hai quân đoàn tiếp viện được thôi mà. Thôi, cứ thế cho nó nhàn, giết từng thằng một. Giời ơi. Sợ hãi là bằng chứng của một sự suy đồi về ý chí. Nghe cũng có vẻ hay nhỉ. Di chuyển luôn. Chết cơ xấu rồi. Rallied. Forward! Warriors, pull up!
Your cards. Lừa nó cho anh. Đúng rồi, pháo lã thằng tướng nó cho anh. Rút ra. The enemy are losing their advantage. Bá cháy. Pháo hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thế cho chắc. Bye. Bắn tên vào chúng nó. Bắn tên đi. Đạn dược còn nhiều. Làm sao đã? Không để chúng nó sống sót. Dứt điểm bọn này không là nó lại tiếp viện với nhau là đau đầu lắm. Rồi mày chết. Chết 40 con ngựa. Chắc là hồi sẽ được nhiều hơn. Vẫn còn một thằng dìu chạy thoát. Mày chạy thoát à? Bây giờ đánh tiếp đến thằng nào? 4 thằng này phải diệt bằng hết. Thằng này có cái xe bắn đá à? Thằng này thì không có gì luôn. Không có cái xe bắn đá. Mình còn hồi được quân nhiều hơn là lúc so với trước khi mình đánh này. Hai cái xe bắn tên. Mày nghĩ mà mày khôn thế á. Mày nghĩ à. Hai cái xe bắn tên của nó là phải hạ đầu tiên này. Bọn Spear thì cứ kệ. Bậc thầy giáo binh Bắc Âu là gớm lắm ấy, không phải đơn giản đâu. Riêng Hung Nô đánh. Chơi Hung Nô là phải chơi đánh theo kiểu. Còn hồi được nhiều quân hơn so với trận trước rồi. Đánh tốt thì có thể mình cần hồi nhiều quân hơn đấy. Bắt đầu tiến lên đây ngay. Di chuyển liên tục. Lã khẩn trương, nó toàn bộ binh thôi.
Rồi. Đúng rồi, bọn này nó đã đúng một khẩu pháo trước là hợp lý. Bắn chết hai khẩu pháo nó trước đi. Xong, hay lắm. Rồi, tập trung bắn khẩu pháo bên này. Khẩu pháo bên này thì cứ để đây. Rồi, ra xa đã. Ngoài tập bắn của phòng thủ đó đi. Úi dồi ôi. Rồi, loại khẩu pháo này đầu tiên. Đứng ra đây. Bắn đạn xuyên giáp cho anh. Ok. Bị cung thủ nó bắn à? Từ từ. Phá rồi. Lá đây cho anh. Đây. Giết thằng tướng của nó. Bắn hết tên đã. Pháo mình bắn tơi bời chúng nó. Pháo mình bắn làm mềm chiến trường đã. Rồi tuyệt vời pháo mình. Tụi nó ra đây ngoài tầm bắn của pháo rồi. Bắn vào đây. Cho nó đuổi đi. Cứ bình tĩnh. Thằng tướng nó lại thích tách đàn này. Khử tướng nó. Enemy units have rallied and returned to the battle. Nó đuổi mình như đúng rồi ấy nhỉ. Liều thế nhỉ. Trận chiến thôi, mình cũng phải lo thôi. Nhanh. Xong rồi. Xong rồi. Lã phát nữa đi nào. Còn đạn bắn nốt đi. Vâng, bọn này sướng thật đấy.
Gẹo chưa? 28 thẳng mà vẫn lì đánh nhau với anh tiếp à? À rồi, tướng nó dẹo rồi. Tướng nó dẹo là quân nó mất tinh thần rồi. Xong rồi. Xong rồi đấy. Bỏ xe bắn đá chạy ra đây cho anh. Hết nhiệm vụ rồi. Tướng ta đây đứng gác luôn. Từ từ để nó bắn cho mấy phát này. Quay diệt bọn này trước nhỉ, bọn này nó toàn speed thôi. Đánh 4 đội liền lút thì không phải đơn giản đâu, không thể vội vàng. Thì tiền ra đi. Viết từng thằng một. Trời ơi. Cuộc đi săn lại bắt đầu. Săn lại bắt đầu. Forward. Cuộc đi săn lại bắt đầu. Bọn này là bậc thầy giáo binh Bắc Âu, là nó rất mạnh đấy các bạn ạ. Nó là lính đời cuối của bọn vợ đấy. Kỵ binh này rất mạnh. À bọn speed này rất gớm luôn. Tốn sức chứ nó làm cái gì. Rồi lên đây cho anh. Này thì cứ để đây rồi coi. Our hidden units have been discovered. Ai dạ? Khử ngay cái thằng tên này của nó cho anh. Hạn chế tối đa. Mày đuổi vào mắt à? Tên lắm. We have gained the upper hand. Oh.
còn nhiều tên lắm. Rồi. Còn tên thì cứ thử sử dụng tên đã. Chúng ta cái quân đoàn chúng ta được bổ sung đạn dược do cái quân đoàn chúng ta lên cấp rất cao rồi. Được bổ sung rất nhiều đạn dược, mình nghĩ là mình sẽ bắn cho nó mỏi tay luôn. Đạn dược còn rất nhiều. À rồi xong. Không, không thể có chuyện cho chúng nó chạy được. Vâng, bắn tên vào đấy chết đi rồi nhé. Tản sát hết bọn này rồi. Xong. Trận này không biết hồi được bao nhiêu quân nhỉ? Chắc là cũng hồi được khá khá. Mày à, 65 chiến sĩ hy sinh, thế thì chắc chắn mình sẽ hồi được nhiều hơn. Nó vẫn còn quân nhiều thế. Không sao. Mấy thằng đấy thì chết nhanh nhưng mà. Ui, gần full quân rồi. 74 này. Mấy đơn vị này full luôn rồi này. Thế à. Úi giời ơi. Đánh bằng chết hết thứ này luôn. Biết sở trường của Hung Nô là phục kích và đánh đêm à? Nã khẩu pháo của nó trước đúng không? Đồ. Với kiểu à đánh cấu rỉa này thì chúng mày sống làm sao được? Nã khẩu pháo nhá. Được cái pháo của mình pháo tầm xa nên là mình bắn được xa hơn. Pháo của nó. Đâu? Đặt pháo đâu cu? À pháo đặt đây à? Xúc quỵ đi cùng với cận kỵ để đánh cân bài. Tăng thêm một khẩu pháo rất là đẹp. 4 khẩu pháo thì có lẽ là cân hơn. I ask you once again to prepare for battle, my warriors. Once again into the fray we go, and once again we shall cleave apart. Đúng rồi, phá khẩu pháo đấy chưa? Khẩu pháo kia của nó chưa tới tầm. Phá đệ. Đủ. Chưa nát à? Bắn nát khẩu đấy á. Nát à? Nát, 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 nát. Rồi, ăn khẩu này cho anh. Enemy units have rallied and returned to the battle. Nó có các đơn vị tầm xa ở đây à? Pháo của nó gần tới rồi đấy. Rút ra đây. Pháo của nó bắn gần tới rồi nhỉ. Thank you.
qua. Bây giờ thì đến bọn tầm xa. Rồi nhá, xả kỵ sang bên này đi. Bọn này này. Chúng nó đã bị quay như trong chóng. Ra đây. Cho mèo bật chuột này. Vào đây. Cho bọn này chạy ra đây đã. Để nó tránh cổ pháo. À. Từ. Đừng lại gần bọn Steve bọn. Ra đi. Ôi nhanh nhanh nhanh, kiểu nó đuổi kịp phát để còn thích em răng. Vào đây cho anh, phá hết đạn rồi, chuẩn bị cho phá chạy rồi. Lên đây. Tướng nữa. Lên đây. Mày chết. Chạy nhanh cho anh. Chăn là săn mồi rồi anh. Săn mồi là anh em. Hết tên đi đó. Còn tên phí. Rồi. Bắn nốt tên đi.
Rồi, bọn này đã hoàn thành nhiệm vụ. Bắn đạn xuyên giáp cho anh. Bắn hết chưa? Còn tên bắn đốt đi. Đây. Vâng, bọn này thích thật đấy. Chưa giết được thằng tướng nó nhỉ? Giết thằng tướng nó cơ, chúng nó mới mất tinh thần nhanh. Dụ chúng nó ra chỗ xa xa này thì chúng nó mới tận diệt chúng nó được. Một thằng tà tạc. Thằng tướng nó đi cuối cùng. Bậc thầy giáo binh Bắc Âu rất là nguy hiểm. Speed này rất mạnh. Lao vào mặt nó là mình vỡ mồm. Bỏ lên. Quân nên là mình cứ cá rô rỉa cho hết tên ạ. Nó đi vẫn tập trung ghê nhỉ. Đánh kiểu này, đánh từ hai mặt, mặt này may ra mới chết chạy được. Giáo này chẳng qua mình sợ nó bởi vì nó có cái lum nó ném lao được. Chứ còn nó mà không ném lao được mình không sợ nó. Enemy units have been rallied. Lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần này. Lấy lại tinh thần, trận này phải đánh cẩn thận. Bởi vì tại sao chúng ta phải đánh một quân đoàn này, chúng ta phải đánh 4-5 quân đoàn liền trong một lượt, đó là một việc rất là khó. Thế ẩu là hy sinh đấy. Nó đang leo đồi. Cho nó leo đồi được.
Musou. Nó leo đồi luôn. Đạn dược của chúng ta còn nhiều. Chúng ta leo đồi luôn. À kìa, tướng của nó chạy xa xa rồi này. Tướng mình nào đứng ngay đây này. Ủa chạy tí mà ra cuối map rồi cả. Ai da, ném được mấy con ngựa mình đấy. Chỗ này có rừng không tốt, chúng ta sẽ chọn nó ra đồng bằng ấy. Rừng chúng ta không quan sát được. Dụ chúng ta ra đồng bằng đã. Ôi rồi. Ăn thằng tướng nó. Hung nô nói chung là nếu mà đánh nhau trong rừng là không ổn. Đúng rồi, ra đây. Cho nó đuổi, đừng đi vào rừng. Ba thằng nó vẫn đánh. Okay. Ra đây, giết thằng tướng nó đã. Thằng tướng phát là mất tinh thần ngay. À đây rồi. Đây, đồng bằng rất rộng ở dưới này. Tiếp thêm một thằng nữa. Đây. Ai là cũng gần hết tên rồi. Gần hết tên rồi. Báo tướng chết rồi nhỉ. Ồ, đội này hết tên rồi. Sao chưa thấy báo tướng nó dẹo nhỉ? Báo tướng ấy chết. The enemy general is fallen. Rồi tướng nó chết rồi. Tinh thần mất ngay. Tinh thần suy giảm ngay. Chạy à, chạy à, chạy à. Làm quả combo skin thắt rồi. Hai thằng dìu chạy trước à? Thằng dìu cũng còn rất nhiều quân mà chạy rồi.
Confirm. Thầy giáo binh Bắc Âu, bật thầy giáo binh Bắc Âu. Ai già, nó bật Speed War lên là nó trâu phết đấy nhở. Liệu có trụ được không? Nháy rồi, nháy rồi. Chậm rồi. Lát này. Mình tính rồi, phát sốc đấy đủ để loại bỏ cho nó. Con bậc thầy bậc giáo binh Bắc Âu này bình thường mà các bạn xông vào mặt nó như vậy thì các bạn chỉ có mất nguyên một nửa đội hình luôn đấy. Bọn này nó chuyên để chống kỵ binh, nó nếu mà để chống kỵ binh cận chiến thì nó là bậc thầy luôn, không ăn được nó đâu. Nhưng mà ở đây thì bởi vì là có tướng nó chết rồi nên chúng ta sốc từ hai mặt như vậy mình mới có thể dám sốc như vậy. Nếu mà bình thường mình có gan dám sốc để rồi mày xem nó còn quân đoàn nào, nó 97 thanh niên được, cứ liên tục các trận đánh này thì nó sống làm sao được. Một mày còn hai khẩu pháo à, quái nhỉ, súng sót hai khẩu pháo. For the gods. Một mình một ngựa có ăn được nó nhỉ? Bình tĩnh nhá, xem thế nào đã. Quân đoàn lên cấp. Ôi, quân đoàn này mắc sứ rồi còn lên làm cái gì nữa? Sĩ khí phi đấu với La Mã, sĩ khí phi đấu với đế quốc phương Đông. Man gì? Ý tuyển dụng cho đạo quân chiêu mộ nước ngoài. Kinh nghiệm cho đội quân cận chiến tuyển dụng. Thu nhập từ cướp phá, đoàn kết, sĩ khí của lực lượng quân tuyển dụng không cần, mình cứ tiên hỗ trợ vào cái này đã. Quân đoàn cấp 9, trời ơi, chưa bao giờ mình thấy có một quân đoàn hung nô nào lên đến cấp 9 này. Warriors all. Nào. On our way. Kill the cowards. Mày chết. Chết. 1% quân. Excitement. Trời ơi. For the gods. Cỡ thằng này mình ngán mỗi cái thằng đấy. Yes. Cầm chân nó lại đấy nhỉ. What do you want? Sabotaging. Hay rồi. Mất khả năng di chuyển đó. I am the knife in the dark. The shadows take them. I have seen it done. Chết luôn thằng tướng. What do you want? Thuyết giáo diệt vong.
no further. Làm tê liệt quân đoàn đấy của nó. Quân đoàn này à? How can I help? Oh, mình không di chuyển được chứ. Tiêu diệt thằng này cho anh. Nó còn có mấy khẩu pháo nữa mà. May gì này. Cái sức mạnh của không nô chưa. Vấn đề là mình không hồi được quân. Thirsty for battle. À. Bắt được cái khẩu xe bắn bọ cạp à? Ăn năm nhỉ? Làm phát trận nữa chứ nhỉ? Sợ gì chúng nó? Quánh như bằng chết luôn. Nó sao chạy kinh ghê? Starting out. Gods be praised. Excitement. Mình không hồi quân, cái đau đầu. Nó chạy ác thế nhỉ? Đuổi hai lần. Chạy được hai lần cả. Hôm nay thì không sợ rồi, nó không ăn được mình. Thằng này thì nó có đuổi lại thằng này thì thằng này chạy được ngay. Thằng này bị cầm chân rồi. How can I help? For the tribe. Đây. Warriors all. Cắm trại đi cho. Vãi cả trưởng hết cả lương thực. How can I help? Không đủ lượt để công tiếp quân đoàn kia của nó. Tăng thêm số lượng xe bắn đá. Lã chết mấy thằng cung tên đầu tiên. Lại có cái thành kiểu này. Thành cái này tiến vào là hao quân lắm. Bọn này có lẽ chỉ đánh nhau với Sassanid thì hợp. Nhưng mà ngay cả Sassanid mà nếu mà dùng bọn Spear này thì cũng chưa chắc đã chấm được kỵ binh của nó. Nó mới đau đầu. Con nô này nó không mạnh về bộ binh. Đánh như này thì chúng ta mới có tiền. Nhưng mà hết răng hết lương thực, đau đầu. Chúng ta đã hết răng thực. Bắn này đi. Quân nó đứng ở đâu bắn vào đấy. Tập bắn vào tháp canh của chúng nó đến tận đây à? Hay. Ô hay thật, bắn chuẩn đấy. Sập tháp canh rồi.
tide of battle turns in our favor. Rồi, phá tiếp cái trại này. Cổng thành cũng đóng rồi. Úi dồi ôi, sập cổng thành rồi. The enemy gates are obliterated. Cổng thành địch đã bị phá hủy. Nó đang di chuyển ra đây. Bảy phần trăm, 14%. Úi dồi, ăn no tên. Con ngựa này 6, 4, 7, 9, 100%. Ok. Ừ. Cháy rồi. Bắn ra cho anh. Ôi, nó bắn nốt phát nữa. Bắn bọn này cho anh. May nó không đặt à đây. Ok ok ok. Cung thủ tinh nhuệ à? À nào. Binh của mình có thể tiến vào được đến đâu nhỉ? Đây. Ôi tầm bắn cung thủ nó ra xa thế. Sons of Tangri! The walls are destroyed. The defenses are no more. Những bức tường mà nó đã sụp đổ. Cho bộ binh chạy trước đã, bộ binh theo sau. Đây rồi, bắn bọn này đã. Bắn đang nổ bọn này. Nó mải bắn bộ binh của mình cho a unit has fired all of its ammunition. Rồi, sợ kìa rồi. Công thành bao giờ cũng sẽ tốn quân. Ủa, nó lên spear này. Yếu quá nhỉ. Ai ô. Bắn được không? Nốt hai ông Speed để bây giờ.
pháo nó bắn. Pháo nó bắn cháy nhà nó thì nhiều. Ở đây vẫn có đánh nhau à? Thôi. Ơ kìa. Nó hết đạn rồi. Ơ kìa. Nó còn mấy thằng rồi nó liều. Bắn mấy thằng này thôi. Vá, vỡ chưa? Báo. Mấy thằng speed yếu quá. Thay bằng pháo đi. Mình nghĩ là cần nhiều pháo để công thành nó xương. Bộ binh thì thực ra cũng không cần nhiều lắm. Ok. Thảo nào mình bỏ đạo quân. Cái bọn Ski này có vẻ không ăn thua mấy. Vậy đến cùng cho anh. Thay nó bằng đội nhưng mà nó đánh cái lì nhỉ? Có 13 thằng nó đánh đến cùng à? Bậc thầy giáo binh. Cái chết là nhanh chóng. Oh. Mấy thằng speed chán quá, đánh nó không thua. Dùng kiếm hay hơn. Hợp chất. Rồi. Ai hiểu rồi, cướp được khá tiền đấy. Thế nó mới có tiền luôn quân. Ready for action. Có cắm trại đó. Kiểu hết lương thực. I'll be brave. How can I help? For the tribe. Bây giờ tiếp theo chúng nó sẽ làm gì nhỉ? Mình chưa biết chúng nó sẽ làm gì mình đây. Warriors old.
Nếu mà lực lượng của nó, ôi không hồi, vấn đề là chưa hồi được quân. Tướng này, ôi ôi, mạnh thế. Thẩm quyền cao lắm rồi. Khỏi. Mấy cái này nữa mới lên được. Lên được đến cấp A. Một cái hiệp ước hòa bình và bắt mình chi tiền. Thằng này bị ảo tưởng sức mạnh à? Quân đoàn này thì nó không dám động vào rồi. Quá mạnh. Biết ngay nó đuổi thằng này. Đuổi thì chạy. Quá là được nữa. Đuổi. Rút lui chiến thuật chứ còn gì nữa. Mày đuổi đến đấy thì xong mày lại chết thôi. Anh lại diệt mày lốt. Ai chả phản đàn nhau ác ghê nhỉ. Mày à, tình báo địch. Lại có một tướng nữa dẹo rồi. Yes. Nó này, nó thích ám sát quân mình. Thất bại chí mạng cả. Con mụ này gớm thế cả. À, nó nhiều sao thế cơ mà. Ai già giết bằng chết nó cho anh. Ai già ai ôi. Thirsty for battle. Blood and iron. Rồi. Mày chạy vào đấy à? Mày chạy vào đây. Địa hình có vẻ hơi nhiều rừng rú, nhưng nó không có kỵ binh. Có hai thằng quẩy đá củi. Lại một cái để mình hồi quân rồi. Lại có một cách để mình hồi quân rồi. Ai già. Chuyện này quái quăm thế nhở. Địa hình như này. Địa hình như này là hơi khó chơi rồi đấy. Địa hình như thế này là không thích lắm đâu. Di chuyển trong thời tiết xấu mà chết rất nhiều quân quá.
mỗi cái chỗ này để có thể quan sát được quân địch. Khả năng mình sẽ giết thằng tướng nó trước nhỉ. Pháo của nó mà lại à, cầm xa của nó mà bắn. Số. Nhanh xuống kẻo tỏi. Nó dồn hết quân lên kia, nó không định chơi pháo vậy à? Quay về rồi. Our troops are being ambushed. Giết thằng tướng là việc đầu tiên. Bọn này nó vẫn quyết đuổi cái xe bắn, cái thằng xe bắn đá của nhỉ. Tướng địch đã chết. Rồi. Xa xíu. Tướng nó chết rồi. Tướng nó chết rồi, dụ nó ra đây. Tinh thần của chúng nó đang loạn xạ hết cả rồi. The enemy is going for our general. Protect him. À. Liều thật. Đây. Hai thằng Spear nó xuống rồi. Thử ngay mấy cái thằng lá tuét này. Xong luôn. Đây bắn đá tiếp.
lên hẳn đỉnh núi này cho nó đuổi ngoài chân luôn. Ơ, nó còn một cái đội bắn tên nữa đâu nhỉ, quẩy đá đâu. Nó còn một đội quẩy đá nữa mà. À đây à. Mày à. Ra đây. Anh ở đây mà. Đấy nhá. Đạn đổ. Bắn vào đây cho anh. Tầm bắn đến đâu rồi? Lại có, lại pháo bắn rồi. Dụ nó lên đây. Lại chết rồi, đập xa chứ. Mình đứng trên sườn núi bắn xuống. Anh ở đây này, ra đây. Đây, ngã vào đây. Lã cho chúng mình chết, chết bớt đây. Ra đây. Dụ chúng ta ra đây. We've revealed their deception. Hidden troops. One of our units has used all its ammunition. Các khỉ nhà bọn này nó cứ đuổi mấy thằng không tên mình à? Lên đây thì lại chết hết thôi.
Tắt bắn tên thảo nào. Bắn. Nửa lên trên kia lại rút à? Rồi cứ để cho chúng nó chạy lên chạy xuống tí cho nó mỏi chân. Mình bắn hết tên đỡ tốn đạn. Ý đạn dụ cho nó ra đây. Lại rút lần nữa. Địa hình chán chết thật. Toàn là cây cối. Có tầm nhìn gì. Đổ ra đây. Chỗ này khoang đã này, dụ cho nó ra đây bắn cho nó sướng này. Cá rô rỉa vào đây này, chết hết này. Xong rồi. Cá rô rỉa, chết dần hết. Nát à, nát à. Cứ phải giết thằng tướng nó đầu tiên. Chúng nó mới nát nhanh à. Tên bắn từ trên cao xuống. Sống làm sao được. Mất tinh thần hết à? Mất tinh thần hết rồi. Mày chắc không cần suy sát đâu. Bọn này nó chết này. 40 con ngựa của mình lại hồi được quân thôi. Còn nhiều quân ghê nhỉ. Biết thế suy sát thêm tí nữa. Mình lại không di chuyển được nữa rồi. Come sit, share my fire. Đây phải cặp trại. Đây rồi. Ui dồi ôi. Tướng này bây giờ nó thành tướng vãi trưởng luôn này. Mắc nhiệt huyết. Tốc độ di chuyển trong cận chiến. Giáp cho đạo quân chỉ huy. Giáp này, sĩ khí cho đạo quân chỉ huy. Sĩ khí này.
phạm vi di chuyển chiến dịch cho quân đoàn cộng 10%. Ủa, cộng như thế này cơ mà. Phòng thủ cận chiến này, tấn công cận chiến này, sát thương đánh xa này, sĩ khí cho quân đội này. Ôi, thằng này nó được búp kinh hồn. Quân đội dưới sự chỉ huy của tướng này búp kinh hồn luôn. On the move, lads. Ready for more orders. Thằng này chạy lên đây chắc không sống được. Trên này toàn là kẻ thù của nó. Ready for action. Rồi, hồi quân đi. Thanh niên này à. I am the knife in the dark. À, thanh niên phanh khôi phục được cái đất ở đây à? Phanh. Ready for action. Lay siege to their hovels. Đốt luôn cho mày khỏi còn thành nữa. For the tribe. Hủy diệt luôn thằng phanh. Bắt nó làm chư hầu à? Quar be praised. Xem sao nhỉ? Dù sao mình cũng không muốn chiến tranh quá nhiều. Ấy đúng rồi, đứng trên đất chư hầu hồi quân nhanh lắm. Đứng trên đất đồng minh hồi quân nhanh. Tăng tiếp vào xảo quyệt này. À, tăng rồi. Wow. Một cấp nữa là mắc cái nhánh này. Thằng này cái nhiệt huyết của nó hơi thấp nhỉ. Xạ quyệt cao là được rồi. Come, sit, share my fire. Let them cower. Đốt, phá. Thirsty for battle. Bây giờ bỏ thằng này đi, thêm xe bắn đá. We need cái xe bắn đá. Are you ready to do your duty? For the tribe. Ấy à, mình đóng trại ở khắp mọi nơi như này tiền khá nhiều ấy nhỉ. Ấy, hồi quân này nó mới nhanh. Xem nào. Nhưng mà có tuyển được quân của chư hầu không nhỉ? Ready for action. Nó sao tuyển được quân của bọn này nhỉ? À, nó đã có thành đâu. Nó còn chưa xây thành. Thật bọn này nó lại thân với mình với nhau. Kết thúc. Mượn đất để mà hồi quân nó nhanh đã. Úi dồi ôi. Ra đây phá hoại con đoàn này của anh á. Phá được không mới là vấn đề. Mình thấy cái xe bắn tên trong cái bản Attila này phế kinh khủng.
Thả chơi xe bắn đạn nổ còn sớm hơn. Hình như là mình cứ bắt một thằng nào đấy làm chư hầu thì nó cũng tính coi như mình phe phái đó đã bị hủy diệt thì phải. Vậy thì là mình không cần phải diệt nó hoàn toàn đâu. Lấy chỗ hồi quân. Thành công à? Tình báo được chưa? Ôi dồi, hồi quân nhanh vãi nhỉ. Ready for battle. Thirsty for battle. Hồi quân kiểu này chậm quá. For the gods. What do you want? Gớm thật thằng này. Mày thích chết không? The ravens come. Even if they will succeed. Come, sit. Share my fire. I will see to it. Kuar be praised. How can I help? A soul will fly. I'm wounded. Oh, con mụ này gớm nhỉ. Con này ready for battle. Không truy đuổi nó không được chứ nhỉ. At them. Sword of my people. Kill the cowards. Xong. Trận này đánh làm gì cho nó. Trên này cũng chả có kẻ thù mình nữa. Không sợ. Tận diệt hết bọn này không để nó sống sót. Nó tính toán cũng đúng đấy. Để quân này của mình như này làm sao chuyện mất quân. Gods be praised. Excitement. Làm sao chuyện mất quân được. For the tribe. Đứng ra chỗ này là ít có cơ hội để nó đuổi nhất. Nó có đuổi được mình chạy cũng dễ. Starting out. Is that all? Mình sắp có thêm lương thực bổ sung rồi. Thirsty for battle. Lần sau. Oanh tiếp xuống đây. Ready for battle. Thôi được ít quân hơn. Đang mua quân chưa di chuyển được. Ai chà. Ready for action. Hmm.
Nó chơi chết thằng champion của mình rồi. Con mụ này gớm thật đấy. Bọn Phanh trở thành chư hầu của mình. Bây giờ thì thằng Phanh nó chiến tranh với ai nhỉ? Chiến tranh bọn phương Bắc. Chiến tranh với tất cả bọn phương Bắc. Thanh niên sống ảo vẫn đứng đây à? How can I help? Come, sit, share my fire. Move out. Is there nothing else? À, có thể nâng cấp được đội kỵ binh này lên rồi. Ở đây à? Hạng nhẹ, kỵ binh xung kích. Kỵ binh xung kích. Ồ, lên kỵ binh hàng, kỵ binh thương dài tiên phong. À, đây. Ôi, thế thì mình toàn lính vàng hết rồi à? Ô, quân đoàn này toàn lính vàng hết rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Yes. This is a great idea for the tribe.